Chắc các bạn đều hay bị giống như Vinh, mở nắp xăng ra rồi luống cuống không biết để ở đâu, rớt thì lại dơ, rồi gắn vào lại cũng dơ bình xăng luôn. Sau đây là một số vị trí có thể để nắp bình xăng mà không bị rớt khi mở ra. Và đó là những vị trí để nắp bình xăng mà Vinh biết. Còn các bạn biết thêm vị trí nào nữa không? Chia sẻ thêm bên dưới comment nha.